Chào mừng các bạn đến với Dragon Dragons Mình là Hải Đăng Và trong tập ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau Unbox một tựa game mang tên là Transmissions Đây là một tựa game với một cái chủ đề rất là dễ thương luôn Tựa game này dành cho 2-4 người chơi Với thời lượng chơi chưa tới một tiếng đâu Và độ tủ của trò chơi này thì nó ghi là trên 14 tuổi nhưng thực chất đối với mình ấy Mình thấy trò chơi này tương đối đơn giản cỡ 10-10 tuổi được rồi Về cái phần ở ngoài của cái tựa game này này Có một cái điểm mình rất là thấy rất kỳ dị luôn Các bạn thấy không? Cái này là cái con robot được vẽ hình dọc Nhưng mà ở bên cái cạnh của nó thì nó lại được đặt ngang như thế này Thành ra mình thấy cái khúc này, thiết kế khúc này nó hơi bị khó chịu ấy Hơi bị khó hiểu Còn ở bên trong cái hộp này là có rất là nhiều thứ mà mình muốn cho các bạn thấy luôn nhé đầu tiên là cái quyển, ừ, cái quyển này bỏ đi, cái quyển này mới là tính này, cái này là quyển luật của trò transmissions. Có thể nói cái quyển luật của trò chơi Transmission này là mình rất là ấn tượng luôn từ cái cách mà nó minh họa này tới những cái hình ảnh cũng như là cái cách mà viết luật chơi rất là đơn giản, rất là dễ hiểu. Một phần nữa mà các bạn nên biết ấy, đó là cái họa cái đồ họa của trò chơi này được dựa trên những cái tác phẩm của Mad Dickson, một họa sĩ người Anh nên thành ra là những cái tác phẩm ở đây nó khá là có hồn. Thì số lượt về Transmission ấy, nó là một trò chơi rất là đơn giản, tức là tất cả các người chơi sẽ cùng nhau điều khiển bốn con robot khác nhau tuy nhiên những con robot này họ sẽ nâng cấp những con robot này theo một cái chiều hướng khác nhau chứ nó không có một người chơi nào sở hữu một con robot nào cả lối chơi có rất cực kỳ đơn giản như các bạn thấy đấy chỉ với tầm chín trang luật thôi là các bạn sẽ vừa setup này vừa học được cách chơi trò chơi này cũng như là vừa biết cách tính điểm của trò chơi này nữa luôn rất là đơn giản rất là dễ hiểu còn những trang còn lại là những cái cách chơi solo cách chơi một người cho cái trò chơi transmission này thì về bản chất đối với mình, mình thấy đây là một cái trò có thể nói là cực kỳ dễ tiếp cận đối với những người chơi mới và cái lối chơi của nó cũng rất là sáng tạo và rất là thú vị nữa. Khi mà tất cả các người chơi cùng nhau điều khiển bốn con robot khác nhau chạy trên bản đồ với những cái năng lực khác nhau cho mỗi cái người chơi điều khiển nó. Cái bản của mình là cái bản Kickstarter nên nó sẽ có thêm những cái thành phần khác mà cái bản retail không có. Đây là cái bản đồ mà chúng ta sẽ sử dụng trong trò chơi Transmission này. Cái bản đồ này là một cái bản đồ thuộc dạng gập bốn ấy. Mình sẽ cho các bạn thấy này. Lúc mà mở ra ấy, các bạn thấy không? Trên cái bản đồ này nó không có một chút cái gì gọi là chữ cả. Thành ra cái bản đồ này lúc mình nhìn vào các bạn sẽ không bị rối không. Rất là dễ dàng, rất là dễ tiếp cận luôn ấy. Các bạn thấy được là mỗi cái, cái, chỗ mà có cái hình vuông này là cái vị trí di chuyển của các con robot. Thành ra mỗi cái khu vực khác nhau ấy, nó được làm những cái màu sắc nó nổi bật với nhau. Thành ra các bạn sẽ không bị lẫn lộn là ô bây giờ là phải đi hướng nào, đi ra chỗ nào, vân vân. Đối với mình, mình cực kỳ thích những cái gọi là những cái UX, những cái họa tiết cái cách trình bày trong cái bản đồ cũng như trong cái trò chơi transmission này luôn. Cái phần tiếp theo là chúng ta sẽ xem xem những cái thành phần khác nhé thì như mình nói trong quá trình chơi người chơi sẽ điều khiển những con robot này và người chơi sẽ cho chúng những cái năng lực đặc biệt khác nhau cũng như là gánh những cái món đồ khác nhau thì đây là những cái món đồ mà các bạn sẽ phải sưu tập trong quá trình chơi đây này thì mỗi cái món đồ này nó sẽ có nếu như một dạng set collection vậy là các bạn phải sưu tập đủ bộ khi mà các bạn sưu tập đủ bộ rồi thì các bạn sẽ có được một cái số lượng điểm nhất định và những cái con robot này thực chất về cái câu chuyện của nó là nó tò mò về thế giới cuộc sống của loài người và nó đang tự hiểu là không biết những, cuộc... cái, những cái đồ vật này là gì nên nó đi sẽ thu thập những cái đồ vật này Nên là đằng sau mỗi cái món đồ này này là các bạn sẽ thấy là nó có một cái set nó chẳng như là trong quá trình chơi ấy, là các bạn phải sử dụng bao nhiêu cái thẻ từ cái set này bao nhiêu cái món đồ từ cái set khác vân vân quá trình setup thì nó nghe thở rắc rối vậy thôi chứ nó cũng không thật sự rườm rà lắm đâu. Một điểm nữa mà mình cũng rất là thích trong cái hộp của transmission này như các bạn đang thấy không là những cái khay này nó có cái cái rảnh ấy giúp cho các bạn đặt vào rất là dễ dàng luôn. Ngoài cái những cái vật dụng ra thì trong quá trình chơi ấy, người chơi cũng sẽ phải xây dựng một cái đường ống nước. Tại vì đúng rồi các bạn robot mà thì các bạn sẽ phải xây dựng đường ống nước để di chuyển nước chứ đúng không? mình cũng không biết nữa nhưng mà đây khi mà các bạn lắp ráp được những cái đường ống nước này nó sẽ như thế này nó giống với cái trò pipeline vậy và khi các bạn mỗi cái ống nước ấy nó sẽ có một cái số điểm khác nhau số điểm là những cái số bóng đèn ấy và nó không chỉ đơn thuần xếp vậy đâu mà đôi khi có những cái xếp những cái con nối nó dị như thế này này đó thành ra là cái tựa game transmission này nó mang tới rất là nhiều điểm thú vị khi mà bạn đang cố gắng làm những con robot. Ngoài những cái ống nước, ngoài những cái vật dụng ra thì chúng ta còn có những cái năng lực đặc biệt cho những con robot là những cái thẻ này đây. Thì những cái thẻ này cũng giống như những cái món đồ vậy, nó tùy thuộc vào nhiều cái bộ khác nhau và trong quá trình chơi chúng ta sẽ sử dụng một số bộ nhất định. Thì đây là những cái năng lực mà các bạn có thể nâng cấp cho những con robot này. Như các bạn thấy này, có thể các bạn đổi năng lượng ra một tài nguyên xanh dương, vân vân. Thì những cái năng lực này nó khiến cho người chơi lúc đổi không phải là bất đối xứng đâu nhưng mà trong quá trình chơi thì những con robot của người chơi này trở thành bất đối xứng Nghe hấp dẫn chưa còn đây là những cái miniature mà trong game bốn con robot này là bốn con robot mà tất cả người chơi sẽ cùng điều khiển các bạn lưu nhớ nhé đây không phải là một game co-op không phải là một game hợp tác với nhau đâu mà là mỗi người chơi họ đều được tiếp cận với bốn con robot này và cách sử dụng bốn con robot này ở mỗi người chơi là hoàn toàn khác nhau các bạn có thể nhờ những con này lấy những vật phẩm hoặc là lấy những cái năng lượng đặc biệt cho riêng nó vân vân có một cái điểm rất là hay ở trong cái những con robot này thì mình chưa giải thích mình sẽ thích sau khi mà mình cho các bạn coi cái thành phần phía sau nữa còn bây giờ thì mình trải những con robot này về vị trí của nó trước khi chúng ta tới cái thành phần tiếp theo cái miếng năng lượng này này là cái miếng mà gọi là Kickstarter exclusive đấy nó có hai mặt thì nó phải cho chúng ta gọi là một cái cách khác để giải quyết vấn đề. Nên đây là cái điều mà mình rất là thích trong cái trò transmission cũng như là cái dự án gọi vốn cộng đồng này. Tại vì cái này nó không nhất thiết là phải có, chỉ là nếu mà được thì có thì nó sẽ giúp cho game mình có thêm một lối chơi khác thôi, chứ nó không có quá quan trọng. Còn đây là thẻ bài của game. Thẻ bài này mình cực kỳ thích luôn, tại vì nó vừa đủ cứng này, vừa đủ dày và nó có vân nữa, sợ rất là sướng. Và cuối cùng trong những cái thẻ bài cuối cùng ấy là những cái thẻ bài của mỗi người chơi mỗi người chơi họ sẽ có một cái lượng thẻ bài giống y chang nhau luôn và giống như cái giá trị thẻ bài cũng giống y chang nhau luôn và nhìn từ đằng sau này các bạn có thể phân biệt được là đây là set của một người chơi dựa vào những cái thẻ bài những cái đồ họa đằng sau thì như mình nói ấy, đây là các bạn sẽ có bốn con robot này là các bạn sẽ đánh những thẻ bài của những con robot này để điều khiển chúng trong lượt của mình ở đây chúng ta sẽ có tổng cộng là bốn set bài giống như vậy và ở đằng sau mỗi cái set bài này là một cái đồ họa khác nhau. Một cái cách rất là thú vị để các bạn có thể biết được là xếp bài này là của người chơi nào. Nên thành ra các bạn không thực những cái xếp bài những cái giá trị mà đồ họa đằng sau ấy nó không thực sự ảnh hưởng đâu. Và đây là chất lượng thẻ bài này, các bạn thấy không? Những thẻ bài này nó cũng có vân nữa. Thì cái này nói là cái chất lượng của thẻ bài này tương đối, rất là tốt luôn ấy, chứ không phải là tương đối tốt đâu. Thành phần tiếp theo mình sẽ giới thiệu cho các bạn đó chính là những cái tài nguyên trong cái game transmission này đây là những cái token năng lượng này đây gần như là một cái dạng gọi là currency một cái dạng tiền tệ chính trong game các bạn sẽ sử dụng những cái này để mua những cái hoặc là những cái tài nguyên hoặc là để mua những cái vật dụng trong game này cũng nhìn mua những cái năng lực mới còn những cái tài nguyên này là những cái tài nguyên mà các bạn sẽ sử dụng để lấy được những cái vật phẩm những cái này được làm bằng nhựa và mỗi cái màu ấy Mình rất là thích cái này luôn Đó là nó colorblind friendly Có nghĩa là nó rất là thân thiện với những người mù màu Tại vì ở mỗi cái cục token mỗi màu đó Là một cái ký hiệu hoàn toàn khác nhau luôn Bây giờ chúng ta sẽ qua tới thành phần của mỗi người chơi Đó là một cái bản chơi như thế này Đây cái bản chơi này nè Các bạn thấy không Cái bản chơi này nó là sẽ là cái, cái kho của bốn con robot mà người chơi sở hữu Con robot mà càng to càng mập ấy thì nó sẽ di chuyển càng chậm con robot nào mà càng nhỏ ấy, thì nó sẽ di chuyển càng nhanh nên các bạn thấy cái số 4 không đó là cái khoảng cách mà con robot có thể di chuyển đây là một cái điểm mà mình thấy rất rất là hay luôn và trong quá trình, trong cái hộp này này các bạn để ý mình có thể đặt vừa khít luôn những cái khay này, những cái vị trí này thành ra đối với mình cái trò transmission là một cái trò mà có thể nói là được thiết kế hộp rất là thông minh vừa đủ, vừa tiện dụng nữa và đó cũng là phần kết của tập ngày hôm nay. Các bạn nghĩ sao về thành phần và chất lượng của tựa game Transmissions? Đừng quên cho mình biết ở trong phần bình luận của video này nhé. Còn nếu như các bạn thích video thì đừng quên ấn nút like video cũng như là ấn nút đăng ký kênh để được theo dõi những nội dung liên quan đến board games một cách sớm nhất và nhanh nhất. Mình là Hải Đăng đến từ Dungeons Dragons. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo.